Các bạn thân mến, khi biết chú Sang kêu bán căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Trọng Cát này với mức giá bất ngờ thì mình lập tức liên tưởng ngay tới câu chuyện Vịt Quá Thiên Nga. Nhà hai mặt tiền nha, đất đô thị 100%, rất gần với lại tòa Thánh Tây Ninh này, ngang 10m mà giá chưa tới 3 tỷ rưỡi nữa. Liệu đây thật sự là một con thiên nga đang chờ cơ hội tỏa sáng hay chỉ là một chú vịt xấu xí thôi? Các bạn hãy cùng mình đi khám phá nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. 125 NCX đã có mặt tại Cúp Shop. Đây là một dòng xe được nhập khẩu hải quan chính ngạch ở Việt Nam, giá tốt và đang có đủ 4 màu để cho mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn. Hãy đến ngay Cúp Shop ngay bây giờ để nhận ngay mức giá ưu đãi nha. Đây, căn nhà này giá chính xác là 3 tỷ 350 triệu nha. Các bạn nhìn kỹ và tự hỏi xem đây là vịt hay thiên nga nha. Bởi vì vịt thì mãi mãi là vịt thôi, chỉ có thiên nga mới thật sự có khả năng vươn lên tầm cao mới, một cái level mới ha. Chúng ta cùng xem kỹ khu vực này nha. Nhà thì cũ đơn sơ thôi các bạn, nhưng vẫn đủ công năng. Có sẵn sân ô tô và bên hông là vườn cây ăn trái nè. Ngang là 10 ha, dài là được 20. Thổ cư là 100%. Đất đô thị hết nha các bạn. Mặt chính này là hướng Tây, Tây Nam, chính là con đường Nguyễn Trọng Cát nè các bạn. Còn bên hông là hướng Nam, Đông Nam nha. Đây là đường số 35 đó, đường nhánh của trục đường Điện Biên Phủ. Ở đây là thuộc khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nhà đất chỉ cách đại lộ Điện Biên Phủ có 200m à. Hướng này mình đi 6 cây là tới khu du lịch Núi Bà. Còn bên đây 2 cây rưỡi là ra tòa Thánh Tây Ninh. Con đường Điện Biên Phủ này có 6 làn xe nha. Đây là tuyến đường du lịch lớn của Tây Ninh, của Hòa Viện nữa các bạn. Giao với lựa đường Cách mạng 8, mình quẹo bên phải là ra cửa số 12. Thì đây là đường Nguyễn Trọng Cát song song với lại trục đường Điện Biên Phủ hồi nãy ha. Đều là những tuyến đường lớn hướng về tòa Thánh Tây Ninh. Chỗ này quy hoạch bằng cờ rất là thuận tiện. Ngay khu vực tòa Thánh này thì có siêu thị Go, hồ bơi, sân tennis, nhà hàng tiệc cưới. Hướng này là mình đi về chợ Long Hoa. Nhà cách chợ Long Hoa 3 cây rưỡi. Trong bán kính 3 cây là có trường liên cấp quốc tế và bệnh viện khách sạn Hồng Hưng, rất lớn nha. Nhà cách Vincom 4 cây. Còn từ Sài Gòn Ăn Sương tới nhà là 82 cây. Có thể thấy khu vực này đầy đủ tiện ích, xứng đáng với cấp độ là một đô thị loại 2, một đô thị xanh, một thành phố đáng sống và phát triển đồng bộ. Tính ra vị trí này cả nhà và đất luôn, 1m ngang cũng có 335 triệu thôi các bạn. Một mức giá có thể nói là nếu khu vực này thì mình chỉ mua được những cái căn ở trong hẻm mà chỉ là đất thôi nha. 335 triệu, đó tức là 3 tỷ 350 ha. 10m từ bên đây qua bên đây, đó là chưa tính phần vỉa hè nha. Phần vỉa hè này cũng rất là lý tưởng nè, mình có thể là kinh doanh buôn bán ở trên cái phần vỉa hè này luôn các bạn. Dấu hiệu một khu đô thị chuẩn bị hoàn thiện rồi. Hướng ra ngoài đường Điện Phủ 200m nha. Ra ngoài đó quẹo trái qua 100m nữa là có một cái chợ chiều, khá là đông vui vô những cái lúc mà gọi là chiều chiều giống vậy nữa các bạn. Quang cảnh xung quanh đây, nhà cửa bà con ở cũng khá nhiều rồi nè. Đường này nếu mà mở ra là cũng tầm khoảng 40m các bạn, rất lớn luôn. Vỉa hè hai bên ha, đường Nguyễn Trọng Cát. Ở trên đường Nguyễn Trọng Cát, chữ cát ở đây có nghĩa là tốt lành các bạn, đại cát đại lợi đó, cát tường như ý. Cái đoạn dưới đây là mình thông ra đường Bời Lời ha. Thì cái hướng ra đường Bời Lời, cái đầu đường Bời Lời á, là có một cái nhà máy cung cấp nước sạch. Chỗ đó là người ta cũng đã làm nhựa hết rồi các bạn. Còn đây chúng ta sẽ xem hiện trạng nhà nha. Nhà thấy là mà bờ bao xung quanh, rồi tường rào lưới B40 có đầy đủ nè. Ở đây hạ tầng rất là chuẩn rồi. Đèn đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè ngon lành luôn. Đó, chiều dài căn nhà này là được 20m ha, tới dưới luôn là đã trừ lộ giới hết cho mình rồi nha. Thổ cư 100%, đất đô thị hết nha các bạn. Thành phố Tây Ninh là chuẩn bị là được công nhận là đô thị loại 2 rồi đó.
ở trước 10, ở sau là cũng 10 luôn. Đó, giáp bên đây. Trong nhà quay sơ qua cho các bạn xem. Ở ngoài là khoảng sân đậu ô tô, bên đây là sân vườn. Có mấy can trái nè. Mít nữa các bạn. Đất đô thị mà để trồng mít thôi, rất là sang. Ở phía sau. Chỗ này mình về là có thể là xây cất là thành hai căn nhà. Hai căn nhà đôi. Ok luôn. Đằng sau đây các bạn, mái che tôn khung sắt ha, phòng tắm, nhà vệ sinh. À, khu vực bếp, nhà hiện tại là có một phòng ngủ nha. Đây, ở ngoài là phòng khách. À, rộng rãi thoải mái, tổng diện tích là gần 200 m² ha. Các bạn thấy quyển sổ giá trị ghê không? Một quyển sổ cổ của bạn 18 năm rồi. Chú Sang mà bán căn nhà lô đất này chắc cũng sẽ rất là tiếc. Và còn tiếc hơn nữa nếu sau này con đường Nguyễn Trọng Cát này được nâng cấp hoàn thiện hơn so với bây giờ. Chúng ta nhìn sơ đồ nha. Đường Nguyễn Trọng Cát có lộ giới là 40 m nè các bạn. Ngày xưa tên là đường Cao Thượng Phẩm ha. Đất vẫn rất là vuông vức, ngang 10, sau hậu cũng 10, dài là 19,93. Khu vực này quy hoạch ô cờ rất là đẹp các bạn. Phía sau này người ta còn có một cái đường xe bò nữa nè. Đường này nếu mà sau này nhà nước người ta quy hoạch luôn á là sẽ thành nhà hai mặt tiền. Còn cái đường bên hông là đường số 35, lộ giới là 10 m nha. Thửa đất này số 441 thuộc tờ bản đồ số 16. Địa chỉ bây giờ là khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 199,3 m². Đất thổ cư 100%. Rất là giá trị. Khu vực bàn cờ phủ màu hồng đậm toàn bộ đất ODT, rất đẹp nha các bạn. Đây con đường Nguyễn Trọng Cát thể hiện rất rõ ràng nè. Mình đi khoảng chừng 1,5 cây nữa là sẽ ra đường bời lợi nữa các bạn. À, thông thẳng ra cổng của nhà máy nước Tây Ninh ha. Bên phải là mình đi về khu du lịch Núi Bà nha. Còn hướng dưới đây 2,5 cây là mình ra cửa số 12 tòa Thánh Tây Ninh nè các bạn. Bây giờ mình đi khảo sát địa bàn nha các bạn. Từ nhà mình sẽ đi ra đường số 35 để ra đại lộ Điện Biên Phủ nè. Bên trái buổi chiều bà con họp chợ buôn bán rất là đông vui. Quẹo phải 500 m là mình tới khu vực ủy ban, trường học. Nếu như con đường Điện Biên Phủ này mà thẳng qua tòa Thánh là tới đường Trần Phú ra quốc lộ 22B, thì đường Nguyễn Trọng Cát sẽ thẳng ra đường Nguyễn Chí Thanh, cũng ra quốc lộ 22B luôn. Nên tuyến đường Nguyễn Trọng Cát có thể đánh giá là 18-10 với lại đường Điện Biên Phủ này. Và chắc chắn nó sẽ được đầu tư nghiêm túc, giúp kết nối lưu thông giữa hai địa danh du lịch chính của Tây Ninh là Núi Bà và tòa Thánh. Thì cứ nhìn lưu lượng giao thông và độ nhộn nhịp ở khu vực cửa số 12 hiện tại là chúng ta có thể đánh giá được tiềm năng của con đường Nguyễn Trọng Cát rồi ha. Các bạn quan tâm mình liên hệ trực tiếp với chú Sang chính chủ luôn nha. Số điện thoại là 0384 600 874, 0384 600 874. Giá 3,35 tỷ là không phát sinh nữa nha. Cá nhân mình đánh giá đây có thể nói là một mức giá tốt cho căn nhà một đời chủ lâu năm, pháp lý rõ ràng, chưa hề qua mua bán, vị trí là hai mặt tiền, quá đẹp, đất đô thị 100% và còn rất nhiều tiềm năng, xứng đáng để so sánh với nét đẹp và đẳng cấp của một con thiên nga. Còn các bạn nghĩ sao, hãy để lại cảm nhận và đánh giá bên dưới video, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nha. Tới đây mình cũng kết thúc clip. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.